Ông sẽ đi ở với chú không? Không nghe được là gì. Không nghe à? Vâng. Thế nhưng mà em có biết là cái lý do tại sao vậy ông lại đi ở với chú không? Tại vì hôm trước ông khi uống rượu say thì cứ cứ lên trên nhà mới đánh em ạ. Đánh nhà em á? Chân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Nên. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay xuống thì cháu Lực có mua lên một ít chè với lại một ít bánh cho ba ông cháu nữa. Và trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì chắc là các bác cũng theo dõi ở trên kênh thì cũng đã biết là cái sự việc của ba ông cháu hiện tại. Đấy, ông thì là một tí nữa đi xuống ấy, dưới kia cháu Lực gặp ông và cháu Lực sẽ nói chuyện với ông rõ hơn để cho các bác là cùng biết về cái nguyên nhân tại sao mà lại dẫn đến lại ông không ở với lại các em nữa mà lại đi dọn ra ở riêng. Dọn ra ở riêng này thì là ở với lại thêm là hai người con của chú nữa cô bác ạ. Cũng rất là nhiều các bác ở trên kênh góp ý kiến đấy các bác. Thì cũng rất là đáng buồn khi mà ngôi nhà của ba ông cháu đã được các bác là yêu quý dành tặng tới cho ba ông cháu rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì bên trong đó thì nó vẫn có nhiều cái sự việc nó xảy ra đấy các bác. Có thể là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì từ trước kia rồi các bác, trước kia là từ như là chú với lại ông với lại em Sử đã có một cái thỏa thuận nào nói với nhau rồi đấy. Tuy nhiên thì lúc đấy cháu Lực lên đấy thì cháu Lực cũng không có biết của bác ạ, không biết là hôm nay đi xuống thì có gặp các em ở nhà không ấy các bác, sợ rằng là các em đang đi vun ngô hay là đi lấy củi lấy cỏ đâu rồi. Đây, nguồn nước này thì là cháu Lực nhìn thấy là chảy khá là đều này các bác này, mong sao là nó chảy nhiều thì sẽ để mà làm một cái bể ngầm ở đây cũng được. Đây, nhà cửa thì lên là thấy các em là phần là phía bên ngoài cũng dọn rất là gọn gàng các bác, giày dép nữa để rất là gọn gàng. Thực sự ra có những lần mà cháu Lực lên đấy các bác, cháu Lực nói các em đấy thì ở đây thì cháu Lực quý các em thì cháu Lực mới nói thôi. Ngôi nhà của các em được các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh là dành tặng cho một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang như thế này rồi. Mà đi lên thì thấy những cái dựa tường này, lấy cái tường của bác này, có những bó củi dựa vào các em không biết là xếp gọn ra một chỗ nào đấy. Sứ ơi, Hải ơi. Đấy, lại thêm là cái này nữa rồi các bác này. Rồi. Tí về là bảo em Hải là cháu Lực sẽ bảo em Hải là dọn lại. Chứ quần áo mà tủ có mà không có để vào trong một chút nào cả. Hải chắc là đi xuống nhà dưới các bác, cháu Lực sẽ đi xuống nhà dưới sau. Còn thêm một cái vấn đề nữa. Cháu Lực không biết là các em vừa mới đi hay là đã đi lâu rồi mà mỗi lần mà cháu Lực lên, cháu Lực đều dặn dò các em là phải khóa cửa đàng hoàng. Mà hôm nay cháu Lực vào thì không thấy khóa cửa này. Xe của em Sử thì không thấy ở nhà, có khi là em Sử lại xe đi đâu đấy. Phía bên ngoài thì hai anh em lại đi đâu bắt về một con lợn nhỏ nhỏ này các bác này. Con lợn nhỏ nhỏ con bên kia, còn ở phần bên trong nhà hai con lợn này các bác ấy thì là được cháu Lực là mua. Còn là về cái khoản mà kinh phí làm chuồng trại này cũng như là mua giống ấy thì được cô Huỳnh Thị Gia Minh là mua tặng cho các em. Thì cũng cảm ơn đến cô rất là nhiều. Trong khoảng thời gian tới thì nếu mà như có
các bác mạnh thường quân nào đồng hành cùng cháu Lực ở trên kênh ấy, làm cho em sửa một cái mái hiên ở phần bên này. Thì trong cuộc đã tận đây này các bác này, thì sẽ có một cái khoảng sân mà không bao giờ bị không bao giờ bị mưa nó bị tạt vào cái mái nhà cả. Cái ngôi nhà này thì sẽ là cái ngôi nhà mà đầu tay cho Lực thiết kế lên, thì sẽ có những cái sai sót đấy các bác. Có những sai sót thì nó vẫn khắc phục được thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì khắc phục được thì lại không có thêm kinh phí nữa rồi. Thì nếu mà như đi sang gọi là cháu Lực có công trình nào thì cháu Lực sẽ lấy cái ngôi nhà này để mà đúc kết ra cho cháu Lực một cái kinh nghiệm thêm nữa. Hải ơi, ở đây à? Lần sau không được ơi nhá. Đến hôm nay thì vẫn còn hơi hơi bị ốm một chút các bác ạ, bị đau họng mất rồi. Ôi ồ, ở đây nhiều người đấy nhỉ? Hải đây làm gì đấy? Để lấy cỏ à? À, ra đây. Xuống đây lâu chưa? Lâu rồi. Xuống đây lâu rồi à? Thế các con của chú đi đâu hết rồi? À đây à? Đây hết à? À. Đây là mấy bạn nhỏ này nữa à? Vâng. Ông có ở nhà không? Ông đi chợ chưa về đâu ạ. À đi chợ ở đây, ra đây bảo đó. Đây chia bánh cho các em mỗi người một cái đó đây. Vâng. Đấy, muốn chia bánh cho các em đi. Rồi, chia bánh cho các em mỗi người một cái xong rồi để lại cho ông nhá. Vâng. Cái cốc này thì là để lại cho ông này. Nhá, vâng, cốc chè này. Vâng. Còn hai cái cốc này thì là tí em đem về để em mới sửa ăn nhá. Vâng. Chia mỗi bạn đâu, mấy bạn, hai bạn ở trong nhà cái đó đâu? Một bạn đi chăn trâu rồi. Bạn đi chăn trâu à? Thế vâng. Gọi bạn kia ra đây lấy bánh nhờ. Này ơi. Đây lấy bánh nào. Sợ chú à? Hả? À? Sợ à hả? Có sợ không? Nào. Ôi ôi, mặt búi bẩn đấy bông. Bày chào con các bạn xem nào. Chào các con bà. Rồi nào bông. Rồi nào. Thanh niên này thì là chưa biết nói mấy câu ạ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Ra đây ai cắt tóc cho Hải xem nào. Ai cắt tóc cho Hải ấy? Chú Thành ạ. Đi ra thợ cắt tóc à? Vâng. Thật sự ra các bác ạ, khi mà ra quán ấy thì các em đi thì cũng chỉ biết là cắt để cho nó gọn thôi, chứ không có biết là cắt như nào để nó vừa vừa một chút đây. Nhưng mà cắt như này thế này thì anh cũng cắt được ấy. Đây còn cái cốc này nhá, là để kia cho ông ấy, để trong nhà cho ông nhá. Đấy, cho em kia bảo tí để trong nhà cho ông đi, tí em không xuống ấy. Ừ, còn đây thì một tí em cầm về để nhà nhá. Thế là vừa rồi là lấy cỏ cho trâu à? Vâng. Thế trâu một con để nhà, một con đi chăn à? Không phải đâu ạ. Thế cả hai con ở nhà chú... Chăn con nhà chú thôi ạ. Con nhà chú á? Vâng. Thế còn con của ông đâu? Con của ông ấy, con của em ở dưới kia. À, thế là chưa đi chăn. Ôi, cẩn thận, để đồ cẩn thận nào. Em xuống đây lâu chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Vâng. Nhưng mà xuống à? Vâng. Lần sau xuống thì phải khóa cửa nhá. Vâng. Vì hay là vừa rồi em xuống, lúc em xuống đây Sử còn ở nhà không? Không đâu ạ. Sử không ở nhà rồi à? Vâng. Anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi chợ chưa về ạ. À là anh Sử hôm nay đi chợ à? Vâng. À, thế là em không đi à? Em hôm nay không đi đâu. Không biết là em Sử đi chợ thì sẽ mua thêm đồ đạc gì không các bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã gửi tiền của bà An Phạm, và lúc mà anh Nghiêm lên ấy thì cũng có gửi cho em Sử một cái khoản cũng khá là lớn nữa. Chắc là em ấy... Thế anh Sử có đưa tiền cho để đi học không? Có ạ. Có đúng không? Vâng. À, hôm nọ anh dặn cho anh Sử ấy bảo là đưa cho em 200.000 ấy, thì bảo cho anh Sử đưa em 100.000 một thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Thế mà thì là một cái cậu bé mà cũng rất là ngoan và rất là hiếu học cô bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì các em thì vẫn còn phải rất là còn cái sự rèn giũa các em rất là nhiều. Lực cũng mong sao là nếu mà như được các bác yêu quý là thương em Hải, mong muốn là để em Hải học hết lớp 12 đấy, thì rất là mong sẽ được sự chung tay của một bác hay là thêm là nhiều bác ở trên kênh cũng được, cho em Hải đi học hết lớp 12, học hết 12 thì sau này nếu mà em cảm giác như là em đi học được thêm cái nghề gì của bác thì để em đi học, có thể là vừa đi học vừa đi làm thì cũng được, lúc đấy thì lớn rồi các bác.
Bây giờ thì hầu như là nếu mà sinh viên hay là sinh viên ấy, người ta đi học ấy thì cũng vừa học vừa làm là rất là nhiều cả. Hải có biết vừa học vừa làm là cái gì không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Nếu mà đi học cấp 3 hay là đi học hết, đi học lần lớn ấy, thì mình lớn rồi mình có thể là vừa đi học xong là mình vừa đi làm thuê cho người ta được không? Được ạ. Được rồi à? Vâng. Đấy. Hải thì một cậu bé cũng rất là chăm chỉ đó cô bác. Hôm nay thì ông ấy không có ở nhà rồi cô bác ạ. Và cái câu chuyện mà hôm nay cháu được đi xuống ấy, thì muốn chia sẻ cho các bác ở trên kênh cùng biết được rằng là lý do tại sao lại ba của cháu lại không có ở với nhau ấy. Thì có cái ghế nào không? Cho anh ngồi đây, anh em mình nói chuyện cho nó. Đây cho anh cái ghế nào, cho anh hai ghế nào. Đấy, nhà này bây giờ cô bác này nhìn thấy là không xuống nhắc nhở các em cái là ông với lại hai người chú thì cũng để đồ rất là bừa bộn. Mấy lần Đấy, hôm cho nay chú mượn một tí. Rồi. đó mà Cho anh mượn một tí. Thế mấy bạn nhỏ này là xuống đây lâu chưa? từ lúc em xuống thì đã ở đây rồi. Từ lúc em xuống à? Vâng. À. Thế là bố mẹ đi đâu hết rồi? Đi bố mẹ đi có bài rồi ạ. Đi cốc bài à? Vâng. Đây, quay trở lại mà cái câu chuyện mà lý do tại sao lại ông không có ở đây cô bác là Hải thì cho anh hỏi bây giờ nhá. Hải Vâng. từ nói nói thật từ từ cái lúc mà Hải với Sử là biết đấy, Sử có bao giờ Hải có bao giờ nghe câu chuyện nào mà ông sẽ đi ở với chú không? Không nghe được đâu anh. Không nghe à? Vâng. Thế nhưng mà em có biết là cái lý do tại sao mà ông lại đi ở với chú không? Tại vì hôm trước ông khi uống rượu say thì cứ cứ lên trên nhà mới đánh em ạ. Đánh nhà em á? Vâng. Nhưng mà chắc là ông thương thì ông mới đánh thôi, cái đấy là điều đấy ấy nhá. Vâng. Thế còn là anh có biết thêm một câu chuyện nữa rằng là trước kia là đáng lẽ ra là ông là ở với chú đúng không? Vâng. Nhưng mà lúc mà bố em không còn đấy, mẹ cũng bỏ đi ấy, thì ông là nuôi các em lớn lên đúng không? Vâng. Nuôi các em mà lớn lên như này thì Châu thì trước là anh thấy ông kể bảo là để lại với một con à. Vâng. Đấy là tài sản trước là của bố em à. Tại trước là của ông bà hết ạ. Trước là của ông bà Vâng. à, thế là bây giờ là chia cho hai anh em à. Vâng. Thế ông không ở cùng như Hải thì này thì Hải có thấy khi mà ở với anh Sử thì có thấy thiếu gì không? Không đó. Không hề à. Vâng. Thế như nếu mà bây giờ thực sự ra thì để mà nó quay trở lại cái quỹ đạo cũ đấy cô bác ạ thì cháu lực cũng không thể mà cháu lực cũng không thể mà thay đổi được. Ở đây là cái chuyện này là chuyện của gia đình các em đấy, nhưng mà tuy nhiên cháu lực vẫn muốn là làm sáng tỏ thêm một chút, tại vì sợ rằng là khi mà cháu lực ghi nhiều cái thước phim quá thì không nhìn thấy ông ở đâu thì sợ các bác lại nghĩ là ông như thế này như thế nọ đấy cô bác thì vẫn đấy. Thưa các bác ạ, và ở đây thì nó là một câu chuyện chắc là từ thời xa xưa rồi, có thể là một cái lời gọi là như là hẹn ước rồi, là khi nào mà ông nuôi em Sử với em Hải lớn lên rồi, lúc đấy là hai anh em là biết đi ra ngoài tự lập rồi và trả lại cái phần tài sản của người bố của em Sử cho. Đó là tài sản đâu các bác, nhưng mà cũng không có gì cả ngoài những cái thửa ruộng và những cái thửa nương ra thôi. Năm nay thì liệu là hai anh em Hải Sử thì nếu mà không có cánh đồng ruộng của ông vào ông cùng ấy thì là có đủ ăn không hai anh em ấy Không biết đâu ạ. không biết à. Vâng. Đấy, cũng rất là khó. Nhà chú thì cũng có rất là đông anh em cô bác ạ. Nhà chú ấy để có đến tận hẳn là bốn người con nhỉ, Vâng. bốn người con trai và là ba người con gái cô bác ạ. Hay quay trở lại với lại cái câu chuyện mà ông với cô bác là trước kia thì có thể là ông với lại chú thì đã hứa hẹn với nhau là một cái điều gì đấy rồi đấy, tuy nhiên là đến lúc đấy là các em chưa lớn lên thì ông cũng chưa có thể mà nói ra đấy, chẳng hạn đấy đến thời điểm hiện tại ấy, thời điểm về tối ông thì cũng có nói qua với cháu Lực cô bác ạ, nói qua với cháu Lực nhưng mà cháu Lực cứ nghĩ là ông là trêu đùa đấy cô bác đấy. Bây giờ thì ông ở với lại
ông ấy à, với lại chú đấy thì sau này các em có mà lớn lên đấy đi làm ra có tiền rồi, đi làm ra có tiền rồi thì vẫn để cho ông chút một chút nhá. Vâng. Ví dụ để như ông đi ăn phở hay là ăn gì chẳng hạn nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà em có thương ông không? Có ạ. Đó, nhưng mà tại sao lại thương ông? Tại vì hôm trước em bé thì ông với bà nuôi em ạ. Ông với bà là nuôi đúng không? Vâng. Tại nhưng khi mà người lớn đã quyết định rồi cô bác ạ, thành ra là các em thì cũng không thể mà thay đổi được. Mặc dù là em Hải vẫn xuống đến đây là ở với ông vài lần rồi đấy, ở với ông vài lần rồi, nhưng mà bây giờ chỗ ngủ thì hai con của chú thì đã vào là ngủ hết rồi, là ngủ ở buồng bên này à? Vâng. Thế là ông là ngủ một mình hay là ngủ ngủ như nào? Ông ngủ một mình thôi. Ông ngủ về nhà. Vâng. Đấy, bảo hai em là lúc nào mà ông ốm đau ấy thì là bảo bảo với em nhá. Vâng. Hãy bảo với em để mà bảo với anh Sử có thể là đi mua thuốc, mặc dù là ông không ở đấy nhưng mà mình vẫn quan tâm ông, mình là cháu. Vâng. Mình phải nhớ là cái công lao mà ông nuôi các em lớn. Đấy. Vâng. Ở đây thì cháu Lực là các em không có biết đâu các bác, thành ra là cháu Lực là phải dạy thêm những cái lời này. Cũng rất là nhiều các bác để cái phần bình luận ở trên kênh rồi. Đấy, cũng mong muốn rằng là truyền tải hết cho em Sử với em Hải. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là em chắc chắn là em Hải vẫn đi vào kênh để mà đọc những cái lời bình luận của các bác, cô chú, anh chị ở trên kênh. Tôi cũng rất là mong các bác sẽ hiểu cho cái tình trạng của hai ông cháu. Đấy, mặc dù là được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều rồi. Đấy, tuy nhiên thì cũng là một phần là từ thời xa xưa rồi các bác, có thể là tầm độ 15 năm về trước đã có lời hứa hẹn như này rồi. Thì lúc đấy cháu Lực cũng mới gặp các em là được độ tầm là nửa năm thôi, được tầm hơn một năm thôi các bác. Thành ra là cái câu chuyện đấy cháu Lực cũng không biết. Bây giờ thì lấy cỏ cháu xong chưa? Lấy xong rồi. Lấy xong rồi à? Vâng. Thế là đi đi lên trên nhà trên đi nhỉ? Vâng. À, thanh niên này có nuôi chim gì đây? Chim gì đây? Hả? Không biết á? Chim cú mèo à? Đi đâu lấy về? Trên kia à? Ở đây thì sắp xếp quần áo quần điếc gọn gàng vào nhá. À, đừng để nó bừa bộn nhá. Ui, có một con rồi à? Chim này chim cú mèo ấy nhở? Thả đi. Con này bây giờ nếu mà thả đi là cũng không thể sống được, tại vì là nó còn non quá. Ai lấy cho ấy? Anh lấy cho à? Bye bye Bảy nhá. Bye bye Bông. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À, bây giờ thì cùng em Hải là lên trên nhà trên lấy bánh một chút về hai anh em ăn nào. Không đợi. Không à, thế tí là để lại cho ông nhá. Đây, ông thì vừa rồi là cũng đi chợ rồi các bác ạ. Hay phải chia sẻ với ông, phải chia sẻ với các bác ở trên kênh. Ôi rồi một chút sau đây rậm rạp thế, bảo các em là phát đi nhá. Vâng. Đây, cái tách này thì là cháu Lực vấn đề ở dưới nhà cũ này các bác này. Và tách này thì là được bà Vương Kim Thanh là mua cho, còn là một cái tách ở trên nhà thì trên nhà mới thì được bên chính quyền người ta tặng cho các em khi mà làm nhà đấy các bác. Rồi, khi mà cuộc sống các em thay đổi thì sẽ có những cái chuyện nó thay đổi theo các bác, ví dụ như cái câu chuyện mà người mẹ của các em hay liên tục quay về nữa. Chỗ này cày hết chưa? Cày hết rồi đúng không? Vâng. À. Thế là hôm nọ anh Sử là dùng cái máy cày để cày bên trên đúng không? Vâng. Còn là từ đây xuống cái kia này cày hết rồi đúng không? Cày hết rồi ạ. À. Cái phần này thì cô bác này thì là được cày bằng trâu hết rồi. Còn ra cái thổ, cái thửa mà hôm nọ cho Lực ghi hình em Sử là em mới quay, em ấy cày đấy các bác. Thì cái chỗ đấy thì không nên thuê. Đây ai trồng bí ở đây ấy Hải? Đây chắc là ông ạ. Ông trồng ạ? Vâng. Chỗ này thì lúc nọ là đốt do đốt chấu của bác, thành ra là nó rất là tốt. Con lợn này của nhà ai này? Nhà em ạ. Anh Sử vừa mua về à? Vâng. Thế là Sử cũng biết là
dùng thêm những cái đồng tiền mà có thể là bà An Phạm gửi cho là để đi mua nữa. Anh xử đi chợ tầm mấy giờ thì anh ấy về? Chắc tầm 10 giờ hay 9 giờ. Có biết anh đi mua đồ gì không? Không biết ạ. Ờ. Thấy ở phần phía bên ngoài này cũng thế này. Dép của Sử của ấy này, phải để gọn gàng vào nhá. Mấy hôm nay nhiều thời tiết thay đổi của bác thành ra là cũng khá là mệt. Cái này thạch cái kia để trong tủ lạnh đi. Thì nó không ấy. Xem là nhà cửa đây này, anh dặn bao nhiêu lần rồi mà quần áo của cả Sử cả Hải vẫn là tất ở trên bàn đấy này, bàn học mà. Đấy, để trong tủ lạnh này, tí về thì cùng anh Sử ăn nhá, để cho nó mát. Này là rau gì đây? Nó cắm lợn ở trên này rồi à? Vâng. Nó cắm lợn xong thì cũng dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ nhá. Vâng. À, rau sớn để mà cho lợn. Đấy, những cái này hôm nọ anh vừa nhắc rồi, một tí nữa em dọn lại sau nhá. Dọn quần áo ở bên này trước đi. Sau là không để bừa bộ như thế này đâu nhá. Vâng. Được chưa? Dạ. Đây là hôm qua để hay là sáng nay để? Sáng nay thôi ạ. Sáng nay là để à? Vâng. Đấy, quần áo nhiều như thế này mà. Có cả quần áo có Sử nữa này. Cái kẻ compa này, bàn học này. Nhà đẹp thì mình không được để nó bẩn, nhà bẩn thì nó cũng chẳng đẹp nữa đâu. Vâng. Em Hải thì nói cái là nghe luôn cô bác ạ, không bao giờ cái lại một chút nào cả. Anh có thể là cái từ các em hình thành một cái tính này rồi, cháu Đức sẽ cố gắng là làm sao mà nhắc nhở các em để cho các em hình thành một cái thói quen khi mà ở nhà là nó phải ngăn nắp tất cả mọi cái. Quần áo là quần áo đi làm là quần áo đi làm, quần áo đi học là quần áo đi học, chứ không để là để riêng để chung được. Thế là Hải với Sử là ngủ với nhau không? Mỗi người ngủ một phòng. Mỗi người ngủ phòng à? À. Mỗi người ngủ phòng thì có ngủ được không? Được đúng không? Thế là Hải là sắp hết hè chưa? Chưa hết hè rồi à? Áo này là áo có Sử hay sao nhỉ? Áo có Sử. Anh cất vào trong kia cho anh Sử đi. Cho anh xin một tí dầu gió nhá. Dầu gió này thì hôm nọ là được các bác Thảo đố là bác ấy gửi cho các bác. Mà là thỉnh thoảng xài ké ké đồ các em một chút các bác ạ. Xài ké thôi nhưng mà không có dùng, không có cầm về đâu các bác nhé. Phần đạm nữa, thật sự ra thì đáng lẽ ra thì các em nên làm một cái kho của bác ạ. Nếu mà có thêm kinh phí ấy, làm mà thêm một cái kho thì nó sẽ nhà cửa sẽ đẹp hơn. Ôi trên này có tổ ong này. Đây này. Đúng rồi. Bây giờ lấy cái gì đốt nó đi đi. Vâng. Tổ ong này đốt đau lắm ấy. Bây giờ thì chắc là phải xin phép các bác là phải dùng một tí lửa lửa thôi các bác ạ. Bây giờ thì làm nào mà lấy được cái tổ ong này hả Hải ơi? Anh xem. Kiếm đi. Hải có cái chỗ nào mà mình có cái gì để mình đốt được không? Không được à? À, có giấy không Hải, có giấy không? Giấy... có. Thế nào mà không học đến nhá. Vâng. Cho anh thêm một tờ đi. À, đây là... cái này là đề thi à? Thế nào? Vâng.
Đây là đề thi. Đấy là của em Sơn. À, Sơn đây à. Là của em. À, thế thi này thì làm được chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu ạ? Vâng. Đây của lớp 8 này, có bật lửa không? Có ạ. Đáng nhẽ ra là tổ ong ở trên cửa nó là lọc hay sao các bác ạ? Không đúng không bác? Ô, nhưng mà bây giờ mà không đốt đi thì nó sợ là sẽ bị các anh em không để ý của bác là Hải biết lâu chưa? Em về thấy phải. Vừa thấy à? Vâng. Tí bảo anh xử với anh xử xử lý nhá. Vâng. Hả? Vâng. Anh cũng không dám xử lý. Tí về bảo anh xử nhá. Vâng. Bàn học thì để nó phải gọn gàng một tí chứ, không ra mới ra học được chứ. Nè. Sao mà không để gọn gàng thì làm sao mà ra học được. Bảo anh xử là chiều chiều là đi chặt cây với cao cao, cứ quét hết cái màng nhện nhá. Cái màng nhện ở trong nhà, phần là phía bên ngoài nữa này. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vừa rồi thì ở trong nhà thì cũng đã bảo em Hải là dọn dẹp lại mọi cái rồi cô bác. Hải đi ra bên kia. Vâng. À, từ từ ra bên này để anh lên dẹp. Vâng. Em mà đóng cửa đi Hải ơi. Vâng. Đi lấy dâu ấy. Để đóng cửa lại khóa. Đấy, như ở phần bên này này cô bác này, bây giờ thì nếu mà mưa to ấy, thì nó sẽ có một chút là cái mưa nó hát vào trong. Nhưng mà vừa rồi cháu Đức nói nếu mà được các bác cô chú anh chị mạnh thường quân đồng hành cùng cháu Đức để làm một cái mái hiên ra đây. Làm một cái mái hiên ra đây chi phí là độ tầm là tầm hơn chắc là bây giờ nếu mà làm mà chi phí rẻ thì làm bằng cái cây ấy. Cái cây thì nó chỉ được một thời gian thôi, còn làm bằng sắt thì chắc độ ít nhất là tầm hơn 20 triệu một chút. Đấy là cháu Lực cũng chỉ là suy đoán trong thời gian vừa rồi cháu Lực mua sắt này cũng là thuê công thợ lên để máy thôi. Còn nếu mà làm ở phần trên này thì các bác này thì bây giờ làm lựa chọn là nếu mà cho nó rẻ hơn thì sẽ lựa chọn là cái tấm lựa chọn bằng tôn hay là tấm không phải tôn xốp các bác, tôn bình thường cái này các bác này, còn tôn xốp thì cho nó đắt hơn. Em đóng cửa đi. Đóng cửa lại đi. Lấy rổ không? Em lại đi hái rau em lấy rổ không? Không đâu. Không à? Không thì thôi. Nhớ ra tí về là bảo anh xử nhá, là con chú con ông ấy nhá. Vâng. À. Rồi, khóa lại cho nó chắc chắn rồi cầm chìa khóa đi. Tí anh xử. Đấy, giày dép thì để gọn gàng như này thì đẹp rồi nhá. Vâng. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà mưa quá thì là để trong nhà nhá. Vâng. Nhưng mà sau này Sử Hải được đi học cấp 3 thì Hải ở trọ thì Hải có dám ở không? Có ạ. Có à? Vâng. Ở một mình á? Có dám ở không? Không ạ. Không dám ở á? Vâng. Không dám ở một mình thì đến lúc đấy thì bây giờ thì Hải đang học lớp 8 ấy, sang năm lớp 9. Nếu mà sang năm sau ấy thì Hải lại có một suy nghĩ khác hơn đúng không? Gà này gà con của nhai đấy. Gà như kiểu gà tre các bác. Gà bản thì mùa này vào trên nhà các em thì có rất là nhiều dâu các bác ạ. Nào là dâu bí này, đố này.
cạnh hồ thì là rất là cao các bác ạ. Thế là bây giờ là Hải là đi hái dâu để mà đợi anh Sử à? Vâng. Như nhà bên này này có bác này, hai vợ chồng là đi làm ở tận công ty như là Đồng Nai sao không bác, đi rất là xa, một năm thì mới chỉ về một lần thôi. Mùa này thì có dưa mèo chưa? Chưa rồi. Chưa có rồi à? Vâng. Vào đồng ruộng của bà con người Mông thì bây giờ mùa mùa này đi vào trong nướng các bác, có rất là nhiều dưa mèo. Ôi giời. Hả? Hái rau nói. Em hái rau nào? À đây có vẫn có cả rau cải à? Vâng. À. Đây rau bí này ăn được chưa? Được rồi. Đã ăn bữa nào chưa? Chưa rồi. Chưa rồi à? Vâng. Chưa ăn bữa nào thì thế thì em hái rau bí này này. Vâng. Hay rau bí này về ăn một bữa xem nào. Ôi rau bí ở đây có nhiều quá. Vâng. Mùa này thì là bà con ở trên chỗ nhà em Sử cũng hay hái rau bí để mà đem đi bán nữa. Thế là hôm nay là Hải là ở nhà trong nhà. Vâng. Tới chắc là đi xuống cái chợ mua thức ăn này kia rồi, cái gì vật dụng nào còn thiếu ấy. Tại em ấy đi xuống để mà mua. Tao bây giờ đem rau này đi bán chưa? Chưa rồi. Chưa rồi à? Vâng. Thế còn cái quả nó? Quả nó chưa rồi. Ô bên này trồng nhiều quá này. Cái này là em với lại anh Sử trồng à? Đúng rồi ạ. Cái này mấy nước quả cỏ nó hay để mà cho lợn nhỉ? Cái vâng. Quả của nó ấy. Vâng. Nhưng mà anh thấy là trồng dưa nhiều hơn là cái quả này đấy Hải ạ. Vâng. Trên này tí có đường về không hả Hải ơi? Có ạ. Ủa, trên này mới trồng nhiều này.
Cái dưa mèo này chắc là mày nứa đem đi bán đấy nhở? Vâng. Trông nhiều thế này. Hai em thì ở nhà thì cũng biết là cái gì mà trồng được ấy các bác. Thì là hai anh em mà trồng. Chắc là đủ mấy Hải ơi. Vâng. Chú anh được một nắm rồi. À, cũng đến mộ của bà Hải rồi. Đây, chắc là được rồi. Phía bên này là ngôi mộ của bà của em Hải này cô bác ạ. Mỗi lần mà Hải đến đây thì nhìn thấy bà thì Hải như thế nào? Có nhớ bà không? Có ạ. Có ạ. Vâng. Như em Hải thì trước ấy, bà lúc mà bà nuôi, lúc mà bà còn ấy, thì nếu mà như em Hải cùng cháu Lực đi xuống ấy, xá thì người ta cũng kể rất là nhiều về bà của em Hải, là đưa em Hải đi xuống ấy, xá đấy các bác, là cái cách nuôi ăn uống của em Hải, là lúc nào mà em Hải đói là pha với đường, nước pha với đường để cho em Hải uống thay sữa. À, đây có hai bạn mặc váy gì đây? Hôm nay là cái ngày mà ngày hội của bà con dân tộc Mông đấy các bác, ngày sinh nhật đấy. Đây là hoa à? Có phải hoa không? Đây xem nào. À, phải hoa mà nhỉ. Hôm nay là mặc cái này đi chơi à? Từ anh Hải đợi anh nhá. Mặc chụp ảnh thôi. Mặc chụp ảnh nhá. Thế chụp anh một tấm được không? Cho anh xin một tấm được không? Nhá. Cho anh xin một tấm nhá. Đây để cả em cameraman chụp ảnh cho anh với lại hoa một tấm nào. Thấy đẹp quá. Chụp ảnh với anh một tấm nào. Chụp được không? Ở bên nào? Quay ra bên này đi. Quay ra bên này đi, chụp một tấm nhá. Chụp với bạn xinh gái một tấm. Có tóc cái chơi tiếp tóc không? Có. Có à? Thế là quay tiếp tóc à? Hả? Chụp ảnh một tấm nhá. Rất là xinh gái đó. Rất là xinh gái không? Phải cười cười mới xinh. Được chưa? Đây, lần đầu chụp với lại gái xinh nhá. Được chưa? Anh cảm ơn nhá. Nhá. Xinh gái quá. Đấy, có lẽ là cô bác ạ, từ bây giờ cũng sắp đến nhà của em Hải rồi. Chắc là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là cái hình tới đây thôi cô bác. Ở đầu video thì cháu Lực cũng đã nói cho các cô bác, cô chú, anh chị là cùng nghe là cái lý do tại sao mà ông không ở với lại em Hải với em Sử. Đấy, bây giờ thì cái sự việc nó đến thì cũng biết chấp nhận thôi cô bác. Nhưng mà cháu Lực vẫn khuyên ngăn các em là lúc nào cũng phải là nhớ là cái tình cảm của ông mà trước kia là ông nuôi lợn, nuôi lớn khôn nhá. Đấy, còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.